Chuyện kể vào một triều đại nào đó thời xưa, trong một gia đình giàu có nọ, không sinh được con gái mà lại có đến 4 đứa con trai. Điều này đúng ra là rất tốt. Thế nhưng 4 thằng con trai này tuy được sinh ra trong gia đình giàu có mà chẳng có phước báo được hưởng sự an nhàn, lại cứ có cái kiểu hèn hạ, làm những việc đê hèn. Lấy hoàn cảnh bây giờ mà nói thì nghĩ là những tên thanh thiếu niên bất lương, quậy phá, khiến cho gia đình trở nên xào xáo, hỗn loạn, làm nhục nhã, mất mặt cha mẹ chúng. Cha mẹ vì 4 thằng con trai này mà bị người ta chửi là lũ quỷ đòi nợ. Nếu nói là đòi nợ thì không hẳn là đòi nợ, vì chúng hoàn toàn không làm tổn hại đến tiền tài trong nhà. Chỉ là hành vi của chúng không đoan chính, ngay thẳng, mà là đê hèn, khiến cho kẻ giàu có kia cũng không thể nào sống nổi trên cái thế gian này. Vấn đề là chúng chẳng thể nào ngồi yên trong nhà được một ngày nào cả, mà cứ thích làm chuyện tà vậy, quỷ quái bên ngoài. Người ta nhà giàu thì phải có sĩ diện chứ, tại sao lại sinh ra 4 thằng con ra ngoài xấu xa như vậy? Tuy là chưa có cướp giật, nhưng ăn cắp chính là sở trường của bọn chúng. Cứ giống như người hiện đại hít thứ thuốc nghiện, kích thích, thì người xưa là hút á phiện, còn uống rượu cờ bạc nữa. Tóm lại là việc tốt đẹp thì không biết làm, chuyện xấu xa thì luôn có phần của chúng. Gia đình vì 4 đứa này mà đau đầu nhức óc đến cùng cực. Cuối cùng không còn cách nào khác, nghe có người bạn giới thiệu rằng lũ con của anh không có cách nào quản lý, dạy dỗ được nữa rồi. Tốt nhất là anh nên tống cổ bọn nó đến chùa trên núi đó đó. Lão hòa thượng ở đó đạo cao đức trọng, đệ tử đầy khắp thiên hạ. Ở với đại chúng trên núi lại càng tốt, cho bọn chúng đi đến đó, ở đó mà cầu phước, giúp cho người ta quét dọn phòng ốc, cắt cỏ, trồng hoa. Anh hãy cho chúng nó đi lên chùa ngay đi. Người cha không còn cách nào khác mà. Vậy thì phải làm sao đây? Chỉ còn cách tống cổ chúng lên chùa mà thôi. Bắt chúng vào chùa rồi thì nào là làm việc, làm đến 3-4 năm sau thì xuống núi, vô tình là sửa được hết những thói quen xấu xa, những tập khí bất lương từ lúc nào không hay biết. Xem ra 4 anh chàng thanh niên này hoàn toàn thành người khác với khi còn ở trong gia đình với cha mẹ, đã trở thành 4 thanh niên ngoan ngoãn, biết giữ phép tắc. Đương nhiên, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Sống trong chùa chiền thì tự nhiên chịu ảnh hưởng của thân giáo, nghĩa là sự giáo dục dùng chính bản thân mình để dạy người. Trong đời sống hàng ngày của người xuất gia, chúng nó cũng được tốt lên nhiều, cũng gần như hoàn toàn theo được công khóa hàng ngày của người tu hành. Cuối cùng, trong tâm chúng cũng được khai mở trí tuệ, không còn ngu xuẩn như trước nữa. Nhưng hãy nghĩ mà xem, nếu thân và khẩu đã điều trị được tốt rồi, mà trong tâm còn nghĩ đến những thói quen xấu ngày xưa, còn bị ám ảnh bởi những điều đó, thì vẫn chỉ giống như là những hình ảnh thông thường được lần lượt bật lướt qua trên truyền hình hay trong băng đĩa mà thôi. Sống ở chùa 5-6 năm rồi xuống núi, tâm của chúng vẫn còn chưa điều chỉnh được. Tâm mà điều chỉnh không được thì tự nhiên sẽ sinh ra phiền não buồn bực mà. Để rồi sau đó lại vẫn tái phạm như cũ, nên tâm chúng mới muốn xuống núi. Từ trên núi đi xuống dưới núi, cứ đi, đi, đi mãi, đi đến chân núi thì chúng gặp một bà lão. Bà lão này đang cầm một thanh sắt đặt trên đá mài dao để mài. Bà dùng sức rất mạnh để mài lên thanh sắt đó, mài cho đến nỗi mồ hôi mồ kê nhễ nhại. 4 chàng trai trẻ rất tò mò, liền hỏi bà: "Bà lão ơi, bà cầm thanh sắt mài cái gì ở đó vậy?" "Ta muốn mài cho nó thành kim đấy." "Mài thành kim để làm gì ạ?" "Ta muốn thêu hoa mà, thêu hoa mà không có kim thêu hoa, mua thì lại không có, chỉ bằng ta tự mình đem cây sắt này ra mài, dù sao thì ta cũng có nhiều thời gian mà." "Trời đất bà lão ơi, cái cây sắt này mà mài thành kim thêu hoa thì phải mài đến năm nào tháng nào mới xong?" "Ôi dào, mấy đứa trẻ bọn cháu làm sao mà biết được. Ta bảo cho mà biết nha, nghe cho kỹ đây. Nếu muốn công phu được sâu thì cây sắt cũng có thể mài thành cây kim. Thời gian chưa đủ thì cháu không cần cầm cây sắt, mà ngay cả cầm sợi sắt đến cũng không có cách nào mài thành kim được."
Còn nếu thời gian mà đủ thì công phu tự nhiên sẽ thành. Bốn chàng trai vừa nghe bà lão nói xong, đột nhiên tỉnh ngộ, mở mang trí tuệ ra rồi liền nghĩ: chúng ta tuy là sống ở chùa 5-6 năm nay, thân và khẩu thì điều trị xong rồi, chỉ có mỗi tâm là chưa điều trị được. Chúng ta hãy ở đó thêm 3-4 năm nữa, chẳng phải tâm sẽ được điều chỉnh xong luôn sao? Hay là chúng ta vẫn nên trở lại chùa đi? Nói đoạn, bốn người lại trở lên trên núi. Cái bà lão này là người thế nào vậy ta? Mạch cho các bạn biết, chính là Bồ Tát Quán Thế Âm đấy. Hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm là chúng sanh nào nên dùng thân nào để hóa độ thì tức thời liền hiện ra thân đó mà thuyết pháp. Xem ra mấy anh chàng trẻ tuổi này thì phải hóa độ như thế mới được, vì bọn họ có chịu quay đầu lên chùa lại thì mới có thể tu hành được. Cuối cùng thì đạo nghiệp của bốn anh em đều đã được thành tựu. Mọi người phải nhớ kỹ này, nếu muốn công phu được sâu thì sắc gan hãy mài cho thành kim. Các bạn chớ có ở đây mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm cho đến nỗi thân tâm vẫn không dễ chịu chút nào, niệm cho thành ra buồn chán khó chịu. Lạy Phật thì lạy cho đến nỗi đau eo lưng, ngồi xếp bằng cũng đau, lại còn phải thọ trì quy tắc. Quy tắc thật là quá khó chịu. Ông trời không có phụ người khổ tâm đâu, có thời gian để rèn luyện mà. Rèn luyện thì có thể thành tựu nghiệp lớn. Ngọc không mài dũa thì không thể dùng được. Ngụ ý là con người mà không có sự giáo dục rèn luyện thì không thể có thành tựu. Ngàn vạn lần đừng có ỷ lại vào mình, phóng túng cái thân phàm phu này, lây nhiễm mấy cái thói hư tật xấu của thế gian. Phải sửa đổi ngay mấy cái thói quen xấu đó đi, rồi lại phải biết hấp thu đời sống tốt lành, đời sống như pháp, giữ giới của Phật, nghe lời Phật dạy. Giữ giới của Phật thì tương lai sẽ thành Phật mà. Bạn ở thế gian để làm gì? Bạn làm mấy cái việc thiện của thế gian thì đã sao nào? Đó là những thứ mà Phật Pháp không thèm lấy đâu. Lại nói đến 60-70 năm trước, đây là nói về sự lĩnh hội của riêng tôi. Cuộc sống ở quê tôi vào 70 năm trước, nhìn những người nông phu thật là khổ quá. Nông dân ở quê tuy là trồng trọt, đất đai đều không thuộc sở hữu của bản thân họ, họ chỉ là những người tá điền mướn đất của người ta. Bạn muốn người trồng trọt có ruộng, vậy thì mua đi. Nếu không mua nổi thì phải thuê mướn đất của người khác mà trồng trọt. Có đất chắc chắn phải có hạt giống, ruộng nước, đất núi, cây khô, các loại ngũ cốc đều cần có hạt giống riêng. Nhưng bạn chỉ có hạt giống thôi mà không có đất, hạt giống không có nơi nào để trồng thì nó sẽ không thể nào sinh sôi được. Hạt giống nhất định phải trồng dưới đất thì mới có thể sinh trưởng được. Đương nhiên trồng ở dưới đất, đất đó có màu mỡ hay không, chuyện đó còn chưa tính vội. Đất cằn cỗi thì tôi chăm bón cho nó phì nhiêu lên là được rồi. Nhưng tối thiểu là đất phải ẩm ướt, phải có nước. Trên đất hay mọc cỏ dại, phải diệt cỏ, các loại côn trùng, kiến đều đến xâm hại. Này là heo, là khỉ, kể cả những loại chim sẻ cũng đến giẫm đạp. Nếu hạt giống sinh sôi nảy nở ra, thì lúc nào bạn cũng phải canh chừng nó. Đây là nói trường hợp có hạt giống có đất đai. Có đất mà không có hạt giống cũng không được. Sao lại có đất mà chưa có hạt giống? Bởi vì ông trời còn không đoán trước được gió mưa, con người ai biết họa phúc chỉ trong một ngày. Hoặc là gặp gió lớn, mưa to, lửa lớn cháy hết nhà cửa của mình rồi. Người nông dân bảo vệ hạt giống ngũ cốc phải giống như bảo vệ sinh mạng của mình vậy, nhất định phải giữ lại hạt giống. Có hạt giống thì họ mới có thể trồng trọt, mới có thể sinh sống được. Nếu bị những thiên tai này hủy hoại mất hạt giống, thế thì tuy là có đất ở đó, cũng chẳng có giống mà trồng đâu. Không có hạt giống thì đất mọc lên cái gì? Chính là cỏ dại, người đời cũng giống như vậy đó. Trong Phật Pháp nói đến 37 phẩm đạo, tự lợi lợi người. Pháp tu phước huệ quan trọng nhất chính là tu tứ nhiếp, lục độ. Tứ nhiếp nghĩa là bốn phương pháp thu phục, đưa chúng sanh hữu tình từ vô minh phiền não trở về giác ngộ giải thoát, từ khổ đau trở về an vui, từ sinh tử trở về niết bàn, từ tà kiến sai lầm trở về chánh pháp chánh kiến, gồm bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp, đồng sự nhiếp. Lục độ
còn gọi là lục độ ba la mật, là sáu pháp tu của hàng Bồ Tát, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Điểm đầu tiên của tứ nhiếp là bố thí, điểm đầu tiên của lục độ cũng là bố thí, nên gọi là trong muôn vàng hạnh tứ nhiếp lục độ thì bố thí đứng đầu, cầu được phước, được huệ. Phước huệ chẳng phải do trời sinh, không phải tự nhiên mà có, đều là do bởi các nhân duyên thành tựu, biến hóa mà ra. Cái gì đến chỗ cùng tột thì sẽ phải thay đổi thì sẽ thông, thông thì sẽ biến hóa rồi thì bạn mới có được cái nên có mà. Con sâu lông biến thành con bươm bướm biết bay, phàm phu chúng ta thay đổi, biến hóa, phát tâm lớn. Tùy theo tâm của bạn mà phát, nhìn thấu hết năm dục, tiền tài, nhan sắc, danh vị, ăn uống, ngủ nghỉ của thế gian này. Buông bỏ rồi thì khí chất của bạn đã thuần tịnh rồi, tự nhiên sẽ trở thành thanh văn, duyên giác, Bồ Tát của nhà Phật. Đạo Bồ Tát mà công phu tới nơi tới chốn rồi thì thành Phật. Tất cả những điều này bạn phải tự đi mà tạo tác lấy nha. Bạn phải hành, phải biết rõ chính là giải. Phật Pháp muốn bạn phải giải hành cùng tiến bộ. Bây giờ mọi người nghe nhiều, nhưng hành thì có hành hay không? Có hạt giống rồi thì khi đến nhân duyên, bạn hãy mau mau đem đi trồng. Nếu hạt giống đó bạn để ở trong kho mãi mà không trồng thì nó cũng sẽ hư mất. Đây là nói thân khẩu ý của chúng ta. Bạn có tâm tốt thì hãy cống hiến cho người, miệng tốt thì hãy nói lời tốt, thân thể tốt thì hãy làm việc tốt. Nói đến bố thí, bạn sẽ nói rằng tôi không có tiền. Sao bạn lại không có tiền được? Bạn không có tiền tài bên ngoài thì có tiền tài bên trong. Nội tài chính là bản thân bạn đấy mà. Muốn làm việc gì cố nhiên phải có tiền, nhưng nếu chỉ toàn có tiền thôi thì không được, còn phải có người nữa chứ, và bao nhiêu là nhân duyên khác nữa. Chúng ta không có tiền, vậy thì cái miệng của chúng ta biết nói, biết tán thán. Bạn thấy đấy, người xuất gia chúng tôi dạy người bố thí, còn bản thân thì không có tiền để bố thí. Bản thân chúng tôi tuy rằng không có tiền để bố thí thì vẫn có thể giáo hóa, chỉ dạy cho người khác bố thí. Người khác tại sao biết bố thí? Bởi vì bạn chỉ dạy cho anh ta bố thí, công đức của anh ta chính là bạn đó. Nếu bạn không hóa độ anh ta thì anh ta vẫn sẽ tham lam không biết buông xả, ham tiền tài khó bỏ được, nhất là cúng dường tam bảo thì càng khó mà chịu bỏ tiền ra. Đó là do anh ta không có cái thiện căn, phước báo thù thắng ấy mà. Hy vọng mọi người ở đây cầu phước, cầu huệ, cầu sanh tịnh độ, thuyết pháp, lợi ích cho chúng sanh, để rộng độ những người có duyên với mình. Thôi được rồi, chúc phúc các vị, phước huệ sớm viên thành. Phước báo của việc gánh hai cục gạch, 3 ngày không ăn cơm mới tính là có bệnh. Đằng này thầy có ăn cơm thì phải xuống núi chứ. Trong lúc không còn cách nào khác, kẻ đó mới rất miễn cưỡng đi xuống núi với đại chúng. Chỉ là vác có hai cục gạch lên núi để lắp chỗ tháo dỡ trong điện hộ pháp Di Đà ở phía trước chùa. Vị tăng kia liền nhận giác chỉ đúng có hai cục đưa, nên không chịu đem hai cục gạch đó lên đây. Thì tối nay ngươi ngồi ở đâu đây? Sẽ chẳng có chỗ nào cho ngươi ngồi đâu. Vừa bị Bồ Tát Di Đà mắng cho như vậy, vị tăng liền khởi tâm đại sám hối, nghĩ rằng: hỡi ơi, ngày đó mình quá lười biếng, đã quá đáng lắm rồi. Mọi người đều chăm chỉ xuống núi vác vật liệu xây dựng lên chùa, chỉ có mình thì cứ giả đò đau ốm để trốn tránh. Cái tâm sám hối này vừa phát ra, thầy ta liền nhìn thấy cỏ ở trước điện Di Đà mọc đã quá cao, liền nghĩ: mình hồi nào đến giờ không tu phước, cỏ ngoài kia mọc cao như thế, hay là mình đi nhổ cỏ cho sạch vậy? Thế là ngay trong đêm đó, vị này nhổ sạch hết tất cả cỏ mọc trong sân điện. Sáng hôm sau, thầy tri khách chạy đến thấy, liền nghĩ bụng: ủa, cỏ ở đây mình đang muốn kêu người đến nhổ, giờ đã có ai nhổ sạch hết rồi vậy?
Nghĩ rồi, thầy kia khách nhìn qua nhìn lại, tìm xem là ai. Thì nhìn thấy cái thầy hôm qua bị mình đuổi, không cho ở lại chùa, đang ngồi thiền ở dưới gầm bàn của điện Di Đà. Lúc này nghiệp chướng của thầy ta đã được tiêu trừ. Thầy tri khách vừa nhìn thấy thầy ấy, tự nhiên liền hoan hỷ, cười và nói với thầy ấy một cách khách sáo rằng: sao thầy lại đến ngồi ở chỗ này vậy? Thầy ta liền nói cho vị thầy tri khách biết ngày xưa mình là một kẻ lười biếng như thế nào, rồi lại chuyện tối hôm qua bị Bồ Tát Di Đà la mắng như thế nào. Do vậy thầy ấy phát lòng sám hối lớn, nên đã phát tâm dọn sạch cỏ trong sân này để tu phước. Thầy tri khách nghe xong mới dở lẽ: ồ, hóa ra là như vậy. Tôi kể câu chuyện này là một câu chuyện có thật, đúng y như vậy đó. Cho nên quý vị được ở trong chùa này tham dự Phật thất 7 ngày đều là có phước báo cả đó. Nếu bạn không gieo trồng thiện căn trong cửa Tam Bảo thì căn bản sẽ không có được phước này đâu. Nhất là những ai có thể ở luôn trong chùa, cho đến người nào đến chùa ở thường kỳ để chuẩn bị xuất gia. Quý vị biết như thế nào rồi thì phải cố gắng mà tu phước đó. Tu phước báo không phải là giúp người khác tu đâu, mà là giúp cho chính bạn. Cho nên bạn đừng bao giờ mà né tránh, tìm sự an nhàn. Nếu như thế thì Bồ Tát Di Đà sẽ đuổi bạn đi đó. Đừng nói là chỉ có Bồ Tát Di Đà đuổi bạn, mà ngay cả người cùng ở với bạn trong chùa lúc đó nhìn thấy bạn cũng thấy ngứa mắt, bực bội nữa. Có câu thành ngữ: 10 con mắt nhìn, 10 cánh tay chỉ. Ý nói tất cả mọi lời nói và hành vi của một người đều ở trong tầm giám sát và soi xét kỹ càng của mọi người. Không gì có thể qua mắt được đại chúng. Cho nên người đó không thể không giữ gìn bản thân cẩn thận. Ở trong chốn đông người thì có cái điểm tốt này: bạn tốt thì mọi người đều khen ngợi bạn, bạn không tốt thì mọi người đều mắng chửi bạn. Đây tuyệt không phải là nơi chỉ có một mình bạn hay vài người ở, mà có cái chuyện tốt thì không ai biết mà khen ngợi, xấu cũng chẳng ai hay mà chửi mắng đâu. Cho nên nhất định phải ở trong đạo tràng. Đạo tràng có quy tắc trói buộc, có bạn lành dìu dắt, nhắc nhở. Như vậy thì đạo nghiệp mới dễ dàng tiến bộ được. Câu chuyện cô gái nghèo thắp đèn. Trong thời của Đức Phật, có một cô gái ăn mày tên là Nang Đà, hàng ngày đi ăn xin để kiếm sống. Nàng tuy nghèo khổ nhưng tâm tính lương thiện, lại có trí tuệ. Một ngày nọ, nàng nghĩ: than ôi, mình nghèo khó như thế này, hàng ngày đều vì sinh sống mà phải chịu khổ. Đây đều là do kiếp trước chẳng chịu bố thí tu phước. Nhưng kiếp này đã túng quẫn đến nỗi phải xin cơm từ người khác rồi, cái gì cũng không có thì làm sao mà bố thí đây? Có một lần khó khăn lắm, Nang Đà mới xin được một chút ít tiền. Đây cũng là phước báo mà nàng đáng có trong vận mệnh của mình. Vừa ngay lúc đó, nàng nhìn thấy vua Ba Tư Nặc vì muốn mời Đức Phật dùng cơm mà giăng đèn lồng trang trí sáng rực từ vương kỳ thọ của trưởng giả cấp cô độc đến thẳng hoàng cung. Dọc theo đường đều thắp những ngọn đèn dầu lung linh để nghênh đón Đức Phật. Nang Đà vừa nhìn thấy liền suýt xoa: ôi cha, ông vua này có phước báo lớn quá, thắp nhiều đèn như thế để cúng dường Phật, thật là khiến cho người khác thèm muốn quá. Nàng Nang Đà cũng muốn thắp đèn cúng Phật, nàng bèn lấy số tiền nhỏ ăn xin được đi mua dầu, nhưng số tiền quá ít ỏi, chẳng mua được bao nhiêu dầu. Ông chủ bán dầu hỏi nàng mua dầu để làm gì. Nang Đà đem hết tâm nguyện thắp đèn dầu cúng dường Đức Phật kể ra với ông ta. Ông chủ bán dầu chợt khởi lên lòng thương xót cô gái tội nghiệp, nên rót thêm dầu cho nàng, khiến cho nàng có đủ dầu để thắp được một ngọn đèn. Cô gái Nang Đà có được dầu rồi thì rất đỗi vui mừng, liền đem ngay đến kỳ viên của ông cấp cô độc để cúng dường Đức Phật. Nàng đặt đèn dầu của mình chung với mọi người ở trước mặt Phật, đồng thời cầu nguyện rằng: bây giờ con đang nghèo túng, chỉ có một ngọn đèn nhỏ này dâng cúng Đức Phật. Con nguyện đem công đức này
hồi hướng, hy vọng cho kiếp sau của con có được đại trí tuệ, có thể diệt trừ được mọi nhơ uế của tất cả chúng sinh. Do những ngọn đèn kia của vua Ba Tư Nặc chỉ muốn thắp vừa đủ trong một đêm, do đó không hề bỏ thêm dầu vào, nên khi trời vừa sáng thì tắt hết. Nhưng ngọn đèn dầu nhỏ của cô gái nghèo khổ hoàn toàn không bị tắt, ngược lại còn sáng rực rỡ, đẹp cực kỳ. Sáng sớm hôm sau, có người đến dọn dẹp đèn, thì lạ thay, chỉ có mỗi cây đèn dầu của Nang Đà là không cách nào dập tắt được. Ngay cả vị thần thông bậc nhất là Tôn giả Mục Kiền Liên cũng chẳng thể dập tắt nổi. Kỳ lạ quá, sao cái đèn dầu này không thể dập tắt lửa được vậy? Hóa ra đó chính là ngọn đèn của cô gái ăn mày Nang Đà. Việc này rất hy hữu, kỳ lạ, có người liền báo với Đức Phật. Ngài nói với chúng đại đệ tử rằng, ngọn đèn dầu này không phải là lực của những vị thanh văn như Mục Liên có thể dập tắt được đâu. Cho dù là dùng nước của bốn biển lớn hay đến cả gió lốc mạnh dữ dội cũng không thể nào dập tắt được. Bởi vì đây là đèn của người phát tâm rộng lớn cúng dường đấy. Đèn dầu này là do cô gái Nang Đà phát tâm cúng dường vào tối hôm qua, đã khiến cho ánh sáng đèn cúng Phật được bất diệt. Trong tương lai, Nang Đà sẽ được sinh vào thế giới quang minh, hào quang trên thân sáng rực rỡ không gì sánh được, được hưởng phước báo vô tận, vô lượng kiếp về sau, còn được thành Phật. Chuyện này nếu người bình thường nghe đến thì không cách nào tưởng tượng nổi. Sao có thể chỉ dựa vào công đức của một chút ít tiền thắp đèn dầu cúng Phật mà được sanh về thế giới quang minh? Chẳng những trên thân có hào quang mà tương lai sẽ còn thành Phật đạo. Việc như thế bảo người ta làm sao mà tin nổi? Nhưng Đức Phật là đấng nói lời chân thật, lời không hư dối. Huống gì là khi Đức Phật thọ ký thì không chỉ là cho biết trước những việc có thật sẽ xảy ra, mà còn thọ ký cho người đó thành Phật trong tương lai. Về vấn đề Đức Phật thọ ký thành Phật, trong kinh giáo có bàn rằng không phải là người bình thường làm công đức thì Phật liền thọ ký cho bạn thành Phật đâu, mà chắc chắn phải đến quả vị Bồ Tát không thối chuyển, và khi đến một nhân duyên chín muồi nào đó thì mới được Phật thọ ký cho. Có người liền hỏi, thế thì cái cô gái ăn mày đáng thương kia có căn tánh của Bồ Tát không? Điều này thì phải nói đến nhân quả rồi. Những loại nhân quả thô sơ lúc thông thường thì ai mà chẳng biết. Như đói bụng rồi, ăn cơm thì sẽ no. Khát nước rồi, uống trà thì sẽ giải cơn khát. Uống trà là nhân, giải được cơn khát là quả. Đây chẳng phải cũng là nhân quả sao? Phải, nhưng là loại nhân quả nhỏ bé. Chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu rõ một cách cứu cánh, triệt để mà thôi. Cô gái nghèo sở dĩ đã được Phật thọ ký cho thành Phật, thì cô ấy chắc chắn phải có cái nhân của Bồ Tát. Nhưng sao cô ấy vẫn phải chịu quả báo nghèo cùng chứ? Nhân quả trong Phật Pháp là nói nhân quả ba đời. Cô gái Nang Đà không rõ là trong một kiếp nào đấy đã gieo trồng cái nhân bần cùng nên bây giờ phải chịu quả báo. Nhưng căn tánh của cô ta đã thuộc hàng Bồ Tát không còn thối chuyển. Nếu không thì Đức Phật sẽ chẳng thọ ký cho cô đâu. Bạn xem, cái cô gái ăn mày này lại có căn tánh của Bồ Tát. Cho nên khi chúng ta đối xử với người khác, cho dù là một người rất đỗi bình thường, thấp kém, thì bạn cũng đừng bao giờ mà khinh thường họ. Bây giờ họ đang tội nghiệp thật đấy, nhưng có thể người đó có căn lành lớn, có phước đức lớn đấy. Chẳng qua là do nhân duyên chưa đến đó thôi. Giống như một cái cây thấp bé, tầm thường, hiện tại không có một chút dáng dấp nào, nhưng khi thời điểm đến, rồi thì nó tự nhiên sẽ trổ hoa mọc quả. Hoa nở, rồi thì sẽ có hương thơm, quả của nó còn ngọt nữa cơ đấy. Thái tử Tất Đạt Đa dạo chơi ở bốn cửa thành. Đức Thế Tôn Thích Ca giáo chủ của cõi Ta Bà hiện nay của chúng ta là thái tử con vua Tịnh Phạn ở Ấn Độ vào 3.000 năm trước, tên gọi là Tất Đạt Đa.
Đức Phật giáng sinh tại hoàng cung. Thế thì ngài làm sao phát tâm xuất gia được? Đương nhiên cũng có những nhân duyên từng lần từng bước một. Khi thái tử Tất Đạt Đa mười mấy tuổi, ngài cảm thấy hoàng cung tuy là tốt, nhưng nếu cứ ở trong hoàng cung thì không thể tránh khỏi việc cảm thấy hoành hiu vắng vẻ, bèn muốn đi ra ngoài xem sao. Thế là ngài đi dạo chơi ở bốn cửa thành. Lần đầu tiên thái tử đi ra thành phía đông, nhìn thấy một người già cả. Ông già này lưng còng thân gù, kéo lê đôi chân đi từng bước vô cùng khó khăn. Tay còn cầm một cây gậy cũng rung rẩy theo. Bước đi trên đường thì quặt quẹo hai bên, mặt mũi thì hốc hác, tiều tụy, tóc trên đầu thì bạc trắng, khô cứng lại, quần áo thì cũ mềm, rách rưới tả tơi, trông tội nghiệp vô cùng. Những tình trạng như thế này không thể thấy được ở trong hoàng cung. Thái tử liền hỏi người hầu cận: đằng kia là ai vậy? Sao lại lưng còng thân gù, đi đứng khó khăn như thế? Đó là một người già à? Người tuổi già nhìn dáng vẻ sao mà khổ thế? Vậy sau này ta có phải là sẽ giống với ông ta không? Người hầu cận đáp: ai rồi cũng phải già. Thái tử có trí tuệ siêu việt hơn người. Ngay đến lần thứ tư vào chơi ở cửa thành phía bắc, đến cửa bắc thì nhìn thấy cái gì? Ngài nhìn thấy một vị sa môn xuất gia. Lúc đó thái tử chưa xuất gia thành đạo, thế gian chưa có Phật giáo nên cũng chẳng có sa môn. Vị sa môn này là người trên trời xuống, chuyên vì thái tử mà thị hiện ra. Vừa nhìn thấy vị sa môn xuất gia này, dáng vẻ oai nghi, trang nghiêm, đoan chính, cử chỉ từ tốn, sự từ bi biểu lộ từ tướng mạo phi thường đó, khiến cho trong lòng người ta tự nhiên phát khởi lên tâm cung kính, chí thành, liền muốn lễ lại. Vị sa môn này là người tốt đẹp nhất, cát tường nhất trong tất cả những người mà thái tử đã gặp qua. Thế là thái tử liền vui mừng hỏi vị sa môn: ông là ai vậy? Tôi là sa môn xuất gia. Sa môn xuất gia là gì? Là người xuất gia cần cù tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Nếu có thể tu giới định tuệ thì tham sân si liền bị diệt trừ, như vậy thì có thể thoát khỏi cái khổ của sanh già bệnh chết. Lần này thái tử trở về hoàng cung, trong lòng tràn đầy khoái lạc, bởi vì ngài đã nhìn thấy vị sa môn. Mà xuất gia làm sa môn thì có thể giải thoát khỏi cái khổ của sanh già bệnh chết. Từ hôm ấy trở đi, thái tử Tất Đạt Đa tâm tâm niệm niệm lúc nào cũng muốn xuất gia. Nhưng vua cha của ngài có để yên cho ngài xuất gia hay không? Sau này ngôi vua sẽ truyền cho con còn phải trị nước an dân, sao có thể xuất gia được? Không được, ngàn vạn lần cũng không được. Trong lòng thái tử bắt đầu hoài nghi, cái gì là giàu, cái gì là sang? Tuy rằng cao sang đến như vua chúa, giàu có đến như bốn biển, nhưng những thứ này đối với ngài mà nói chẳng có chút hứng thú nào nữa, bởi vì ngài đã nhìn thấy cái khổ của già bệnh chết. Hoàn toàn không có chuyện cao sang mà không có khổ đâu nhé. Vẫn cứ phải già, phải bệnh, phải chết. Còn cái sự giàu có thì không vĩnh cửu được. Hôm nay là một đại gia giàu có, vừa gặp phải những tai nạn như nước, lửa, động đất thì nói không chừng chỉ trong một đêm là trở thành kẻ nghèo cùng, túng quẫn không còn gì, ngay cả một tấc đất cắm dùi cũng không có. Thái tử do gì muốn giải thoát cho mình? Kẻ lữ hành tham mật ngọt. Trong kinh Phật có câu chuyện như thế này: có một người lữ khách trên hành trình của mình đi đến một nơi hoang vu vắng vẻ. Trời vừa tối, bỗng có một con voi điên từ đằng sau đuổi theo anh ta. Người đi đường này sớm đã biết nơi đây rất không yên ổn. Bạn xem, một thân một mình đi đến nơi này không có gì để nương tựa, thật tội nghiệp biết bao. Anh ta thấy phía sau có con đường, bèn mau mau theo đó chạy trốn. Vừa chạy thì lao vào trong một cái giếng khô. Cái giếng khô đó vì không có nước, không có ai lấy nước ở đó nên mọc lên đầy cỏ, dây leo lấp kín luôn miệng giếng, chẳng nhìn thấy gì.
người đi đường chạy, chạy tiếp, cứ chạy nữa nên bị rơi vào trong cái giếng khô đó. Cái miệng giếng khô ấy có một số dây leo vắt vẻo lộn xộn. Anh ta bèn tiện tay đu bám vào những dây leo ở miệng giếng. Ở dưới đáy giếng có 3 con rồng độc, 4 con rắn độc đang trợn trừng mắt nhìn anh ta. May mà tay anh ta nắm chắc dây leo nên chưa bị rơi xuống dưới. Một khi rơi xuống đó thì tiêu mạng chắc rồi. Chẳng những là rồng độc, rắn độc sẽ cắn anh ta, mà thậm chí chúng sẽ ăn thịt anh ta luôn. Anh chàng bị rơi vào trong cái giếng khô, tay vừa nắm chặt chùm dây leo, mắt thì còn phải xem chừng con voi điên coi nó có đuổi đến hay không. Đang trong lúc tâm thần anh ta bấn loạn như vậy, vừa mới thở phào được một hơi, thì lại nhìn thấy 2 con chuột nhỏ, một con màu đen, một con màu trắng đang cắn cái dây leo mà tay anh ta đang nắm chặt, và đã cắn hết 2/3 rồi. Cắn tiếp thì đến 3/4, nếu như cắn nữa thì dây leo sẽ đứt mất. Dây này mà đứt đi thì anh ta bị rơi xuống thì sẽ chết mất thôi. Đang trong lúc nguy cấp như vậy, anh ta chợt ngước đầu lên, bên trên có một con ong mật đang bay lượn. Mật mà con ong ấy vừa hút được bị nhỏ rớt xuống 5 giọt. Một chút mật rơi ngay vào miệng của anh ta, con người u tối kia. Mật này rất ngọt. Cái miệng của con người u mê tâm tối ấy nếm được một chút mật ngọt, ngay tức khắc liền quên đi cái nguy cơ trước mắt. Bạn nghĩ xem, lúc này đang là lúc một sống vạn chết. Người này bị cám dỗ bởi một chút mật ngọt, anh ta liền chỉ biết mật này rất ngọt. Anh ta vừa sơ suất quên đi, tay vừa thả dây leo ra thì xong đời rồi. Thí dụ này ứng hợp với Phật Pháp. 5 giọt mật ong là thí dụ cho 5 thứ ham muốn ở trên thế gian: tiền tài, sắc đẹp, danh vị, ăn uống, ngủ nghỉ. Con người chúng ta tham đắm 5 thứ này mà quên mất cái khổ lớn về sống chết ngay trước mắt. Không biết rằng cái dây leo sinh mệnh kia vừa bị đứt thì dứt khoát phải gặp nguy hại bởi 3 con rồng độc. 3 con rồng độc này là ví dụ cho 3 độc tham, sân, si của con người. 4 con rắn độc ví dụ cho cái thân xác 4 đại: đất, nước, gió, lửa giả hợp với nhau mà thành. Việc độc hành trong chốn hoang vu, vắng vẻ thì giống như nỗi sợ hãi bị luân chuyển trong 3 cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn voi điên là thí dụ cho vô thường. Cái giếng khô là ví cho cái khổ não của sinh tử trên thế gian. Chùm dây leo lộn xộn là dụ cho những suy nghĩ lung tung nhập nhằng của con người. 2 con chuột đen và trắng là chỉ cho ngày tháng, thời gian ngày lại qua ngày, cũng giống như con chuột đang gặm nhấm chùm dây leo. Sinh mạng của chúng ta thì cũng giống như vậy. Tất cả những khổ đau của con người trên đời này cũng giống như vậy. Mật ngọt đó ví như việc nếm các thứ tình như tình yêu, tình bạn, tình vợ chồng, tình cảm trai gái, tình yêu danh lợi, vân vân. Chỉ vì muốn nếm được một chút vị ngọt đó mà quên hết tất cả những nỗi khổ lớn lao. Có người biết rất rõ ràng là học Phật thì tốt, có thể được giải thoát. Biết rằng tất cả mọi thứ trong gia đình đều là chướng ngại, đều là khổ. Nhưng một khi có được chút xíu vị ngọt của tình đời thì liền quên ngay việc tu hành theo đạo Phật. Những thứ tình đời kia có thật là vị ngọt hay không? Quý vị phải có trí tuệ chân chính nên biết những thứ ngọt ngào kia là giả dối, là những thứ ham muốn điên đảo, sẽ hạ độc giết chết huệ mạng pháp thân, khiến chúng ta phải khổ đau trong 6 đường luân hồi không có ngày thoát ra. Chúng ta thường là vì trong miệng nếm được một chút vị ngọt, liền quên hết những cái khổ trước mắt mình về ranh giới giữa sự sống và cái chết. Sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc. Con người chúng ta ở trong xã hội cũng như vậy, ngàn vạn lần không thể vì muốn nếm được một chút mật ngọt mà quên đi cái khổ ngay trước mắt. Mình phải có trí tuệ ngay tại thời điểm này, cố gắng mà suy nghĩ, tư duy về điều đó. Chút mật đó có thật là ngọt hay không? Có thực sự giúp cho chúng ta được cái gì hay không?
Nhìn từ góc độ sâu xa, việc tham chúc mật này sẽ cản trở chính bản thân của chúng ta. Phải cố gắng mà suy xét lấy. Đức Phật nói ra những ví dụ này, chúng ta nghe rồi thì nhất định phải suy nghĩ cho sâu sắc, từ đó phải phát sinh được hiệu quả. Nếu không thì chẳng những pháp mà Đức Phật nói là vô dụng, mà rất nhiều những lời khai thị của lão hòa thượng tôi đây cũng là vô ích, mất nhiều thời gian rảnh rỗi nói lời vô dụng, trống rỗng. Ba bức thư của lão Diêm Vương. Tại sao chúng ta phải tin Phật? Vì sao phải tu hành? Chính là vì giải thoát hẳn khỏi sinh tử. Đây mới chính là mục đích duy nhất của việc học Phật. Và liệu nếu bỏ đi mục đích này mà tu cái khác thì chẳng phải là tông chỉ đúng đắn của Phật Pháp? Trên thế gian này, ai cũng không tránh khỏi việc phải chịu khổ, ba khổ, tám khổ, vô lượng các điều khổ khác nhau. Đành rằng thế gian khổ như vậy thì hãy mau mau tìm cách mà lìa khổ được vui. Niệm Phật chính là phương pháp đi về Tây Phương, có thể giải thoát tất cả mọi khổ đau sinh tử của thế gian. Vì vậy, muốn giải thoát khỏi sinh tử thì phải theo đúng pháp mà tu, tinh tấn niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Luôn có rất nhiều tín đồ biết rõ ràng rằng đạo lý của nhà Phật rất hay, nhưng cứ không thể nào y theo pháp mà tu hành. Thật khiến cho ngại. Mỗi lần khuyên những người như vậy tu hành thì họ toàn nói là cứ từ từ đã, đợi thêm một thời gian nữa. Chẳng lẽ họ không sợ trễ muộn ư? Thời gian sẽ không đợi chờ bất cứ ai. Năm tháng theo từng ngày trôi qua rất nhanh đó. Bây giờ tôi kể một câu chuyện nhân duyên để khích lệ cho mọi người. Câu chuyện này chẳng những là hàng mới phát tâm học Phật phải nghe, mà hàng Bồ Tát dày dặn kinh nghiệm cũng phải nghe luôn. Không phải là nghe xong rồi bỏ đó, mà phải nhớ cho thật kỹ. Nghe xong đến nhà bạn mình, nhìn thấy người bạn cũ nằm duỗi thẳng hai chân, mắt thì trợn trừng, giáp cảm thấy vô cùng bị ai, mà nói ra bốn câu kệ. Bạn cũ của tôi tên An Ngưu, khuyên bạn học Phật thì nói còn bận ba việc. Tội nghiệp cho bạn, ba việc chưa làm xong thì lão Diêm Vương đã đến lấy mạng rồi. Diêm Vương đăng ký ba bức thư. Ất chết đi có ý không cam lòng, linh hồn đã bị cực kỳ tức giận, liền phán định: cái hạng người tự tư tự lợi, vì giàu và bất nhân này, hãy mau quẳng hắn ta vào cảnh quỷ đói. Trên đời này có rất nhiều kẻ nô lệ giữ tiền, giàu mà tham lam, không xả thí như vậy, tương lai sẽ giống như Ất, phải chịu quả báo làm quỷ đói. Giàu sang làm thế nào mà có được? Là từ bố thí mà có. Đã đành là kiếp trước biết thực hành bố thí nên có được quả báo giàu sang ở kiếp này, thì nên cố gắng vừa sung sướng hưởng thụ phước báo, đồng thời là tiếp tục bố thí một phần phước báo đó để cứu giúp người nghèo khổ. Sao lại trái ngược trở thành tham lam, khiến cho bị chiêu cảm quả báo làm quỷ đói ở kiếp sau vậy chứ? Bởi vì mỗi một kiếp đều có vô vàn nhân duyên khác nhau riêng. Chẳng hạn như kiếp trước là một người nghèo khó, gặp một thiện duyên nào đó, đã từng phát tâm chí thành đi theo người khác làm việc bố thí và cúng dường tam bảo, kiếp này mới có được phước báo giàu sang. Nhưng rốt cuộc là vẫn chưa nghe được pháp xuất thế gian của Phật, cũng không có đem công đức đó mà hồi hướng cho quả Phật Bồ Đề vô thượng, cho nên vẫn còn ở trong pháp trời người, nên chỉ có được sự giàu sang ở thế gian mà thôi. Càng phải nên biết là một khi có được sự giàu sang ở thế gian thì sẽ liền đắm chìm trong năm thứ ham muốn là tài, tiền tài, sắc, sắc đẹp, danh, danh dị, thực, ăn uống, thụy, ngủ nghỉ. Dục vọng thì giống như nước muối vậy, vĩnh viễn chẳng thể nào khiến người ta ngừng cơn khát. Bất luận là bạn giàu sang đến như thế nào vẫn không biết đủ, cứ muốn có thêm nhiều nữa, càng nhiều càng tốt, chỉ mong tiền giàu chứ đừng có ra, đến mức người ta bị mê muội mất rồi, sẽ trở nên kẻ tham lam keo kiệt không xả thí. Tất cả tài vật vốn dĩ là của báo, có sự sống của chúng, đến tay rồi thì cất giấu đi, làm cho chúng trở thành vật chết, chẳng thể lưu thông trên xã hội nữa.
do bởi sự tham lam của một người mà những kẻ khác cũng phải chịu khổ theo, cho nên mới chiêu cảm ác báo của loài quỷ đói này. Luật lệ của nhân quả là như thế. Người trẻ tuổi cũng nhận thư của Diêm Vương. Tiếp theo, Diêm Vương phán xử tội hồn của một anh thanh niên. Cậu trai trẻ này đang mừng thầm trong bụng, nghĩ: lúc nãy ông kia nhận được 3 bức thư, còn mình thì chẳng nhận được bức nào. Diêm Vương đã gọi mình đến, thế thì quá vô lý rồi. Mình phải hỏi Diêm La Vương cho rõ mới được. Người thanh niên lấy hết can đảm hỏi: ngài Diêm La Vương à, lúc nãy ngài phán xét người kia, ông ấy đã nhận được 3 bức thư nên đáng chết. Nhưng đằng của tôi còn tốt kia mà, mắt cũng chưa bị kèm nhèm, tóc trên đầu vẫn đen nhánh đó thôi. Tôi chẳng nhận được bức thư nào cả, sao lại kêu tôi xuống đây chứ? Ngài thật là không nhân từ, thật là không biết quý tiết người trẻ tuổi rồi, tôi phải phản đối. Diêm Vương nhìn anh chàng với con mắt khinh bỉ, đập bàn ầm ầm nói: đồ ngớ ngẩn, ta đã gửi cho ngươi 3 bức thư từ lâu rồi, ngươi cũng nhận được rồi đó. Chàng trai không phục nói: tôi chưa nhận được mà. Diêm Vương bực bội quá: thư của ta phát cho mỗi người khác nhau, ngươi tưởng là 1.000 lá thư đều giống y như nhau sao? Anh chàng lúc này chỉ dám hỏi Lý Nhí: là 3 bức thư nào ạ? Diêm Vương hỏi lại: em gái nhà ngươi chết lúc nào? Thanh niên đáp: khi em gái tôi 5 tuổi, tôi được 10 tuổi. Lúc đó nó mới có 5 tuổi đã chết rồi, thật là tội nghiệp quá. Diêm Vương lại hỏi: em gái của ngươi chết ra làm sao? Thanh niên đáp: do mắc bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa quá thành mũ, làm do da thịt nó lở loét hết, toàn thân nó có một xíu kẻ giả thông minh, cũng thường nói như vậy. Mấy người niệm Phật từ sáng đến tối, Phật A-di-đà chẳng lẽ không thấy phiền sao? Giống việc nếu cứ gào tên tôi một cách hời hợt như thế, tôi chẳng lẽ không cảm thấy rất phiền phức hay sao? Sự thật thì đạo lý của niệm Phật hoàn toàn không phải như vậy. Khi cứ kêu gào tên của một ai đó, thì đó đợi sau khi chịu tội xong, do vì đã có hạt giống kim cang, dựa vào công đức này vẫn có thể tu thiện, có thể sám hối nghiệp chướng, cuối cùng vẫn có thể thành Phật. Chỉ cần nghe được một câu thánh hiệu A Di Đà Phật, chuyện sinh tử trong tương lai liền có thể giải quyết được rồi, nghiệp chướng phiền não đều có thể dứt hết được. Sức công đức của Phật vĩ đại không thể nào tán thán cùng tận được. Quan trọng nhất là không được sanh tâm nghi ngờ quỷ hoại đó. Thánh hiệu Di Đà dễ độ sinh. Các vị đã hiểu đạo lý khen ngợi hay quỷ báng đều thành hạt giống Phật rồi. Vậy thì sau khi về nhà phải tiếp tục niệm Phật, đừng có sợ người nhà phản đối hay quỷ báng rồi không niệm nữa. Nếu người nhà chê bạn niệm ồn ào thì bạn có thể nói là tivi, máy thu âm của mấy người bật lớn tiếng như vậy cũng ồn chết đi được. Nếu bạn giảng Phật Pháp mà họ không cách nào tiếp nhận được, còn tưởng là đầu óc của bạn có vấn đề, vậy thì bạn chỉ cần cứ niệm A-di-đà Phật là được rồi. Nếu như họ có nói bực bình quá đừng có niệm nữa, bạn cũng đừng có thèm để ý, chỉ cần biết niệm A-di-đà Phật tiếp tới luôn. Kẻ chướng ngại người niệm Phật chúng ta thì chính là kẻ thù của chúng ta. Bạn phải giống như một khẩu súng máy gì đó, bắn ra từng câu một A-di-đà Phật. Đây là vũ khí tốt nhất. Giả lại, làm như thế cho bọn họ nghe Phật hiệu no nê luôn. Nhờ vào công đức nghe niệm Phật, nghiệp chướng của họ cũng được tiêu trừ. Như thế mới là độ thoát người nhà một cách đúng đắn.